12 giờ phia. Và Bùi Hồ với lại anh Vũ Thợ Sắt phải thực hiện một chuyến hành trình khá là dài, với quãng đường từ Đồng Tháp về thành phố Cà Mau là hơn 200 km. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay là 2 giờ phia. Và Bùi Hồ với lại anh Vũ Thợ Sắt phải thực hiện một chuyến hành trình khá là dài, với quãng đường từ Đồng Tháp về thành phố Cà Mau là hơn 200 km, cho hơn 10 tiếng di chuyển bằng xe gắn máy. Và Bùi Hồ với anh Vũ phải thực hiện một cái chuyến như thế này vì ngày hôm nay á, anh Vũ Thợ Sắt rất là có tâm. Anh đã hàng cho Tú và chị Dứa đó, một cái chiếc xe ba gác tự chế, giống như là một chiếc xe đẩy cô bác anh chị. Và cái chiếc xe này á là anh Vũ đã tự công của mình hàng ra. Tuy nhiên ở trong cái quá trình đoạn đường di chuyển nè, rồi cái phần máy đây nè, nó không được kiên cố, nó ổn định nè, sợ mưa nó tạt vô làm cho chiếc xe nó sẽ không đủ độ an toàn chẳng hạn, hay là cái phần cái bánh xe này nè cô bác anh chị, không có mọi những cái nhíp á, thì chiếc xe này nó không, khi qua những cái dốc á, không đủ độ đàn hồi. Nên thành nữ là anh đã thực hiện với cái tâm của mình đó, anh đã thực hiện và cùng với Bùi Hồ gắn bó, hai anh em cùng sẽ đi xuống tới tận Cà Mau để giao cái chiếc xe mới này cho chị Dứa. Và đây là một phần quà rất là ý nghĩa, cũng thay mặt cho gia đình của chị Dứa cảm ơn anh Vũ luôn ha. Bây giờ trước khi đi á, thì cũng phải cũng nhờ anh Vũ chia sẻ chút xíu vì sao lại có một cái ý tưởng rất là táo bạo như vậy. Tại vì anh là một người thầu, một người sắt, một người chủ để mà lãnh công, để mà cho các anh em làm lại, và phải có sự chỉ dẫn của anh á thì các anh em mới có thể thực hiện được. Và với giờ đoạn đường di chuyển dài như vậy á, thì phải tốn 2 ngày công. Thì bây giờ gặp gỡ anh Vũ ha, tại bây giờ chỉ có hai anh em trong buổi tối như thế này thôi, thì anh Vũ sẽ là người cầm cái máy cho Bùi Hồ. Còn bây giờ gặp gỡ ở anh hay cô bác anh chị. Đây là cái xưởng gia công sắt của anh Vũ Thợ Sắt này cô bác anh chị. Anh Vũ thì vẫn hàng những cái trang thờ đó để cho những gia đình khó khăn á, muốn cần thỉnh những cái trang thờ Phật như vậy á, thì anh Vũ sẽ làm hoàn toàn miễn phí luôn. Và trước đây những cái công trình trước á, thì anh Vũ cũng đã hàng để mà tặng cho những cái hoàn cảnh khó khăn mà không lấy tiền. Anh Vũ ơi, anh có thể cho tất cả các cô chú anh chị biết là vì sao anh lại thực hiện cái công việc này ở đây? Rồi chắc có lẽ là khi mà đoạn clip này á, anh em mình sẽ bị mọi người nói rằng á, tại sao cái việc này á, không thực hiện ở dưới mà lại thực hiện ở Đồng Tháp, rồi kéo xuống chi chỗ cực anh Vũ? Dạ, đây bắt đầu tính... không có ấy là mình làm ở trên này thấy em Duyên á, em Tú á, dạ, nằm nó không có được có ngay cái giò, dạ, cho nên em nói với anh là em đóng cái xe cho nó dài chút xíu, dạ, cho em Tú nằm được ngay cái giò gần chút xíu, dạ, cho nó thoải mái, dạ, với hơn nữa em gắn cái nhíp này nè cho em nó nằm nó không có bị tưng. À, cái nhíp này đây nè, đúng không anh? Nãy dạ, em dạ, nói mà cô quá anh chị chưa tưởng tượng được. Dạ dạ, đó đó. Đây là cái nhíp của xe của... Dạ, nè, mình thấy nhúng vậy là nó khỏe. Dạ. Nó không bị thưng cái xương sống. Xương sống, dạ. Cái xe này á, thì chiều dài của nó là bao nhiêu anh vô? Cái chiều dài của cái xe này, cái thùng này là 1m9 nè. À, 1m9 là vừa đủ cái chân của bé Tú có thể thẳng, dạ, ra. Tại thẳng vì ra, chiếc xe kia thì nó khoảng 1m6 gì thôi. Dạ. Mà xinh của người ta thành nữ là... bé Tú ngồi là nằm là cứ cái chân co quắp lại, yeah, nên là nữ là nó không được thoải mái, yeah. Ở trên đây có cái một cái máy tiền chế nè, không biết thì trên đoạn đường di chuyển của anh em á thì cũng mong sao là cho sẽ đi gặp được nhiều thuận lợi và cái chiếc xe này sẽ được đến tay của hai mẹ con của bé Tú, anh Vũ ha. Dạ, yeah. Dạ, chiếc xe rất là gọn. Bề ngang này nó nhiêu anh? Bề ngang nó 8 tấc à? 8 tấc cho, yeah, nó nhỏ thôi, tại vì bé Tú thân, yeah, cơ thể của bé Tú á nó còn không có lớn lắm đúng không? Dạ. Với cho bà chị với dòng đi cho nó gọn gàng chút xíu. Dạ, ở đây có cả này đài, không có dăng cái đất không lên không ha. Dăng đất lên, dạ. Dạ, bình thường thì cái chiếc xe anh Vũ nói là tiền sắt á thì nó khoảng 3 triệu mấy rồi. Mà hàng thì nó cũng rất là cực, mà anh không có muốn nói là vừa hồi chia sẻ cho cô bác quý anh chị biết. Ở đây thì cái tấm lòng của anh là nó cao cả hơn cả. Và bây giờ thì đoạn đường cũng khá là dài, không có nói nhiều hơn tí xíu nào được nữa. Thì hai anh em sẽ di chuyển bằng cái chiếc xe gắn máy này nè. Đó, đây là cái chiếc xe gắn máy của hai anh em di chuyển. Còn đây là cái túi của hai anh em để chung. Rồi sau đó ngủ lại một đêm, tại di chuyển hơn 10 tiếng. Tính bình quân là hơn 200 km thì phải di chuyển hơn 10 tiếng. Là gần như là hết một ngày buổi sáng. Là có nghĩa là
khoảng 12 tiếng anh Vũ ha. Dạ. Yeah. Rồi, bây giờ hai anh em mình đi. Quên nó hồi sớm giờ đổ xăng đầy hết chưa? Dạ rồi. Chị cũng đổ rồi hết rồi. Dạ. Có những đoạn đường trong đêm phải vượt qua những ổ gà như thế này. Ôi trời ơi. Khủng khiếp quá. Mà đợt này á thì hai anh em đi cũng ngay đợt bão. Nữ là cũng sợ trời mưa bất chợt. Ủa sao mà chiếc xe mà nó kêu nhiều quá, là lý do là ở dưới chiếc xe, ngay chỗ bánh xe so với cái phần trên á, thì anh Vũ có làm một cái nhíp á để cho nó có độ đàn hồi, chiếc xe nó cái sườn xe nó không bị cứng á. À, cái đường này là ổ voi với ổ gà vậy nè. Nếu có đường này đang làm dang dở cô bác anh chị. Tại khúc nào mà có được cái đoạn đường nó sáng sáng như thế này không á? Đỡ hơn hả Vũ ha? Mau hơn. Mau hơn. Và đường nó sẽ láng hơn. Đi buổi khuya như thế này á thì nó cũng ít xe. Đây là chiếc phà Bắc An Hòa, bắc ngang sông Hậu nối liền giữa thành phố Long Xuyên và huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang. Đậu trong làng ô tô luôn anh. Nói vậy cho vô luôn. Bây giờ là chỉ mới gần 4 giờ sáng thôi. Chạy với một cái quãng đường là hơn 30 km thì chạy khoảng 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng anh Vũ chạy 3 tiếng rồi thì vừa hồ với anh Vũ mới chạy gần 100 cây từ 2 giờ khuya cho đến bây giờ cũng hình như là bây giờ là cũng là 5:15 rồi, có nghĩa là 3 tiếng rồi đó cô bác anh chị, mà mới được có gần 100 cây, còn hơn 100 cây nữa. Lúc nãy anh Vũ anh chị anh đâu rồi, cái cây này đúng không anh Vũ? Đúng rồi. Anh lên cái dốc một cái ha. Dốc cầu á, cái bùi hồ đứng lên cái nó văng ra luôn. Ở phần này nó văng ra. Cái chiếc xe chạy ở chỗ này nó cũng văng ngót chỗ này ra luôn. Chạy xe nó rất từ từ anh Vũ ơi. Cái này là về dưới cái mình khóa lại được đúng không anh Vũ? Khủng khủng hiếp. Anh Vũ làm cái nhíp này nè, nó có độ đàn hồi nè cô bác anh chị. Nó không có bị qua những cái ổ gà hay những cái dốc á, thì cái này nó sẽ nhịp xuống và nó làm cho cái bé Tú không bị đau lưng. Ô trời ơi, nãy xém ngủ gật mấy lần. Ô nè nó gãy luôn anh Vũ ơi. Rồi sao ta? Ôi em tưởng đâu là nó gắn ở trong đây đó. Rồi thay nguyên cụ này luôn rồi. Hôm trước là mẹ Tú là chạy là gớt cái bô này, mình chạy gớt này luôn. Một cái hành trình dài anh nó gớt từ từ. Này, một con ốc khóa cho siết lại ha anh ha. Tại cái đường trên kia nó vòng quá. Vô nổi không? Đây là một cái hành trình mà phải nói là có 102 á. Chạy một chiếc xe ba gác tự chế mà từ Đồng Tháp về tới thành phố Cà Mau luôn á. Người Đồng Tháp dễ thương vô cùng. Anh Vũ ha. Bây giờ là hơn 5 giờ, hồi sớm ngủ gật, xém ngủ gật mấy lần cô bác anh chị. Mỗi lần lên dốc là tỉnh ngủ. Anh em mình đi kiếm đầu gỗ qua. À thôi gần tới sửa xe đi, sáng sáng đi. Chưa uống cà phê gì luôn. Cùng với anh Vũ á cô bác anh chị, mới chạy qua một cái chợ tên là chợ 1000. Hiện nay thì ở đây là thuộc quyền Phụng Hiệp của tỉnh Hậu Giang rồi. Chỉ còn hơn 100 cây nữa thì sẽ tới lại được xã Tắc Vân của thành phố Cà Mau. Bây giờ các anh em ngồi ghé đây thưởng thức một cái cà phê sáng. Tại vì 6 giờ sáng rồi, di chuyển từ 2 giờ thì cũng đã 4 tiếng đồng hồ rồi.
quãng đường cũng khá là mệt. Ở đây có một cái chiếc xe bán khá là dễ thương ngay tại Hậu Giang. Anh Vũ ăn gì? Bún lên xào. Bún lên xào với gì chị? Bắp ham, vậy là hai bún thịt xào. Bao nhiêu tiền? 30 ngàn. Thêm hai bún thịt xào ha, tầm 15 ngàn thôi. Ngồi uống cà phê sáng nay ăn sáng luôn. Chạy gì đó hả chị? Ông này là bánh mì hay gì? Dạ đó, mì nóng ha, mì nóng hổ vị. Bánh mì nóng ha. Bánh, màu xe gì bán đầy đủ hết hả? Cảm ơn. Đây hai phần bún thịt xào. Dân bán giờ quá đông. Bán vé số bây giờ cũng cạnh tranh lắm. Mấy ô bún thịt xào cũng ngon, có 15 ngàn anh. Dạ cũng rẻ ha. Em thì không thích ăn bún với đậu phộng. Nhưng mà hộp bún đầy ghê á. Giá xào nè. Đây, 4-5 miếng thịt rau thơm. Ngon á. Rồi mày cả nhà cùng thưởng thức. Ngon ghê á. Rồi thôi bây giờ buổi hồi tắt máy dùng bún này thôi. Mời cô bác quý anh chị thưởng thức bún thịt xào ha. Bún thịt xào chạy xe. Cái này là phải mình chấm thêm một cái mối hàng là im hành Vũ ha. Dạ. Chấm thêm mà anh đâu có tụt nha. Giờ xiết vô luôn anh. Hai con luôn. Nên mình khỏi gắn tán anh vô. Ồ vậy chắc rồi đó. Cái chuyến đi này là phải nói là chuyến đi bão táp luôn. Rồi, rồi bây giờ tiếp tục hành trình hả cô bác anh chị. Bây giờ thì Bùi Hồ với lại anh Vũ đang có mặt tại con đường Quảng Lộ Phụng Hiệp, địa phận của Cà Mau rồi đó cô bác anh chị. Và cách nhà chị Dứa là còn khoảng 15 cây số nữa thì chầm chạy khoảng 1 tiếng nữa mới đến. Đó quẹo qua anh Vũ ơi, quẹo quẹo qua đây, quẹo qua đường nhỏ này, từ từ. Xe này cũng khá là khó chạy. Và đi từ 2 giờ khuya đến bây giờ thì gần 10 tiếng đồng hồ rồi. Phải nói là cũng cảm ơn cái tấm lòng của anh Vũ. Ngày hôm nay thì anh Vũ đồng hành với Bùi Hồ. Thì Bùi Hồ chỉ chia sẻ thứ viên này cho cô bác quý anh chị biết được. Anh Vũ thờ sắc ha. Bỏ công an việc làm, bỏ cho mấy anh bỏ cho mấy anh lính làm anh Vũ hả? Rồi đi gì rồi vợ có la không anh? Dạ không, vợ còn ủng hộ nữa. Phải nói là đoạn đường hơn 200 cây và chạy gần 12 tiếng đồng hồ xuyên suốt, không có nghỉ, sáng uống ly cà phê thôi. Buồn ngủ quá, ghé ngủ đi xíu nữa. Bây giờ vẫn chưa tới. Nói chung đoạn đường, cái câu mà nghe nói Cà Mau xa lắm là quá xa luôn anh Vũ không? Sáng giờ hai anh em cũng chưa có ăn cơm luôn. Bây giờ cũng hơn 11 giờ rồi. Dự định là ghé một cái quán cơm nào đó ăn nhưng mà chưa có chỗ để ăn cơm luôn. Có ăn luôn anh ạ. Dạ gần tới đó mình ăn cho nó ngon. Dạ. Đây là một cái con đường nông thôn khá là nhỏ thôi. Đoạn đường này xe nó chạy cà bồng lắm. Nó chạy không dám chạy chậm, tốc độ nó khoảng 10 mấy 20 km/h. Cà Mau á, cô bác anh chị, lúc trước với Bạc Liêu là cùng chung một tỉnh là tỉnh Minh Hải, thì sau này mới tách ra là tỉnh Cà Mau với lại tỉnh Bạc Liêu.
rồi, còn gần tới rồi, hơn 12 cây nữa thôi, gần tiếng nữa thôi. Đường này là chạy gần tiếng mà bình thường luôn á. Một bún thịt nướng với lại một bún nước lèo. Sao anh Dũng? Cảm giác sao? Đi trên đường này quá thấy xa. Được hả? Dạ. Bây giờ là gần 12 giờ luôn rồi. Gần 12 giờ luôn là bao nhiêu tiếng? Nhất mình đi là 2 giờ. Dạ đúng rồi. Giờ 11, giờ 15. Anh nói là hơn 10 tiếng đúng không? Dạ, đúng rồi. Hơn 10 tiếng. Lần đầu tiên anh xuống Cà Mau hả anh Dũng? Dạ, lần đầu tiên em xuống luôn á. Thấy nó khác trên mình nhiều không? Thấy lạ hơn. Khác hơn trên mình. Trưa nay thì anh em đi xuống tới đây thì cũng hết gì, hết cơm phần rồi. Và sẽ thưởng thức một cái tô bún nước lèo đặc sản của xã Tắc Vân, của thành phố Cà Mau, của tỉnh Cà Mau các bạn. Anh Vũ thì ăn bún định ứng tiếp hả? Anh ăn bún mắm, bún nước lèo không được anh Vũ? Em ít chịu ăn nước lắm. Dạ. Cho có hai ly trà đá cô ơi. Là một cái ly trà đá. Chứ bây giờ ăn uống của nó cô không vô anh Vũ ha? Dạ. Phải uống miếng nước mới được. Bữa này ông nắng quá nóng nha, quá nóng không mưa mà vậy nó cũng may, nó cũng hên cho anh em mình bữa nay đi cũng mưa anh em mình ha. Dạ. Chứ đi bữa nay không gà bão bão không à, nhưng mà tí xíu nữa em sẽ hỏi anh như thế này. Thứ nhất là vì sao anh với chị lại có một ý tưởng là đóng chiếc xe từ đó chở xuống đây? Tại vì thấy hoàn cảnh của bé Tú á, thấy hai mẹ con đi mà bà mẹ thì bà chở Tú đi vậy á, trên chiếc xe đẩy mà nó rất là ngắn, dò bọng rút rút lại em thấy tội nghiệp. Dạ. Cho nên hai vợ chồng em có ý nghĩ là phải đóng chiếc xe đó cho bé Tú nằm cho nó thẳng chân chút. Đối với anh thì một người thợ sắt thì ngày không dưới 500 ngàn, và đặc biệt là anh Hầu, anh có 3-4 người thợ làm công cho anh nữa. Dạ. Thì bỏ như vậy thì nó có ổn định cái công việc của mình không anh Dũng? Chắc em đi thì cũng có sắp xếp ở nhà cho nó làm công chuyện ở nhà. Dạ. Thì có gì nó điện liên lạc với em. Đi tối giờ thức khuya buồn ngủ dữ không, thấy mắt đỏ hết rồi. Cũng có buồn ngủ nhưng mà cũng ráng cố gắng chạy xuống để cho em nó có chiếc xe để mà nó nằm để mà khỏe khoắn chút. Em được biết trước đây là anh có làm một cái hình Phật. Thỉnh dạ. Hình Phật là làm để gửi vô chùa hay người ta muốn thỉnh gì thỉnh? Người ta muốn thỉnh là lợi thỉnh à. À, là sao anh Vũ, em không hiểu. Tức là cái hình Phật, Phật bà với Phật Phật thầy á, Đức thầy. Đức thầy với Phật tổ. Dạ. Phật Thích Ca mình đó. Dạ. Coi như em có cái hình em làm cái khuôn à. Sẵn hết. Người ai muốn thỉnh thì lợi thỉnh đem về cúng. Dạ. Có nghĩa là có hình thì anh sẽ làm đóng cái khung nhôm miễn phí. Dạ, rồi muốn. Ai muốn thỉnh để đem về thờ thì thờ. Dạ dạ đúng rồi. Và bây giờ thì anh lại không, hiện nay thì đang ngưng cái công việc đó hả? Tại vì hình của Phật đó mình thỉnh không được nữa. Nên em không có để mà làm. Cũng rất là nhiều người để mà lợi thỉnh nhưng mà không có cái. Nếu như có một người nào phát tâm đó gửi hình để cho anh đóng thì anh có tiếp tục không? Có anh. Nếu như có thì nhiều em cũng làm mà chứ. Dạ. Dạ. Để cho cô bác đã có người ta thỉnh. Dù cũng sao thì cũng có cái tâm hướng Phật ha. Dạ dạ. Dạ. Thì anh Vũ thì cũng đang đợi bún thịt nướng, còn Bùi Hồ thì kêu một cái tô bún bún nước lèo. Hả? Bún nước lèo ở đây thì được nấu từ mắm sặc á, không phải gì bị món ăn, nhưng mà đây là bữa trưa của mình nè cô bác chị. Còn có cá lóc nè. Rồi tôm nhỏ nhỏ, rau. Với lại cộng bún ở đây khá là to so với Đồng Tháp của mình. Giá đây hình như là 35.000 tô hay sao? Ở đây là 35.000 tô đúng không chị? Vậy bây giờ thì Bùi Hồ sẽ vô đây để mà báo cho một tin là hôm nay thì Bùi Hồ đến đây. Còn anh Vũ thì ở ngoài trước. Chào chị Dứa ơi. Dạ. Em chào chị. Ngày nay bán mấy số hết sớm không chị? Bữa nay hết, chị hơi trễ, 8 giờ mấy mới. 8 giờ mấy hả? Bé Tú ngủ rồi hả? Ngủ. Sáng nay em xuống đây nè. Chị em xuống đây làm gì không? Làm gì hả? Làm gì? Không biết hả? Không biết thiệt luôn hả? Vũ đất hả? Vũ đất. Để trong chờ nhiêu. Dạ hả? Ngày nay bé Tú đi với chị đến 8 giờ mấy có mệt mỏi dữ không? Ban đêm nó không ngủ em. Ừ. Nguyện nó ngủ gì đấy đó. Còn khoảng 12 giờ. Hơn 12 giờ nó mới thích. Ừ.
Rồi để cho Tú ngủ đi. Còn ra ngoài trước em cho chị xem này nè, để Tú ngủ đi ha. Chị biết em đi từ mấy giờ không? Chắc đi hồi sớm tới giờ. Đó chị á. À, Đồng Tháp gì xuống đây chị đâu có biết đâu, chị biết tiếng Sài Gòn về đây không à? Đó chị, hôm nay em xuống đây bằng gì? À, không được bằng xe ba gác à. Dạ. Đúng rồi. Dạ, em chạy luôn hả? Đúng rồi. Được luôn. Được chứ. Chị chạy được không lẽ em chạy không được? Vì sao? À. Trời nắng dữ luôn rồi. Ờ à, đi từ 2 giờ khuya á. Trời dữ vậy hả? Trời nắng dữ luôn rồi. Đi ngơ lùi rồi nè. Đang dữ luôn rồi. Em đâu có đội nón gì hả? À, chạy phải đội nón bảo hiểm chứ chị. Đây là chiếc xe của chị. Bề dài ở trong chiếc xe này là nhiêu em quên mất tiêu rồi. Bề dài chỉ có 1,5 m à. À. Ở anh đó anh tặng xe cho chị á. Ờ à, dài 1,5 m. Chạy đây đi anh Vũ ơi. Ờ à, thấy hai anh em hả? Anh em đi bằng xe này luôn. Đúng rồi. Chị em. Bất ngờ không? À. À. Anh đây là anh Vũ. Anh Vũ Thợ Sắt. Ảnh hàng cho chị luôn á. À. Chạy từ Đồng Tháp xuống đây á. Là mẹ nắng dữ luôn. Dạ. Nắng gì mà buồn ngủ muốn chết. Rồi ai chạy ngồi sao? Em ngồi chỗ cây sắt đó đó. Ờ. Em ngồi chỗ cây sắt đó đó. Chứ đâu có ngồi sao dặn lắm hả? Dạ. Ờ cái thùng nó dài nè. Dài. Đúng rồi. Tại em thấy bé Tú cờ lúc đó ngay dọn được đó. Ừ. Đóng cho nó dài dài nè, cho em nó ngay dò thoải mái. Cái này thẳng dò được đó chị. Ừ, thẳng dò được nè. Nó có cái nhíp nè chị. Nó có cái nhíp ở dưới này nè. Nó không có. Nó vòng đầu lưng. Thấy không? Ừ. Chị thấy ngay chỗ cái song sắt không? Nè chị nhúng vậy. Nhúng cho nó vậy. Nhúng không bị đau lưng quá. Có gồ ghề đồ đó không bị đau lưng. Ờ không dột đó ăn cái mình. Trên này có cái máy nè. Chị ấy mũ thòng xuống rồi nữa có gì chị quấn lên cho nó gọn nó mát. Dạ. Chứ dột hết xài dột hả? Dạ. Cái mà tấm kia có dột không? Gỉ. Gỉ hả? Ừ, gỉ chảy nước nè. À, này là mưa lớn thì có thể bị quặn xuống cái nái vô. Ừ. Này chảy không ta? Không. Này chảy không? Không, không, có ấy rồi đó. Nó có lủng lỗ đó. Dạ. Không có chảy. Này nó dập xuống nó không có sao. À. Không có sao, cái đó là sóng trên đó. Sóng trên. À. Ừ. Khẽ dữ lần này, khẽ dữ. Lần này khẽ. Mừng không? Mừng. Đường này khỏe dữ rồi. Đường này khỏe rồi, dây, khi nào thay? Dây em có buộc sẵn cho chị luôn đó. Dây này có sẵn rồi nè. Gàng vậy luôn. Ừ. Chị chạy khỏi sợ phải chiếc xe phải gớt ra. Chạy thoải mái. Anh nói lần đầu tiên anh đi xuống tới Cà Mau luôn á. Cái này là đầu tiên em xuống luôn. Mà cũng đầu tiên đi mà vòng hai anh em mà vòng lượn xe. Để ấy kêu nước mía dịu á. Thôi đi. Kêu nước mía dịu. Thôi, em uống rồi, em uống trà đá rồi. Hai anh em uống trà đá. Ờ, chị có nói lời nào với anh Vũ không? Chị cũng cảm ơn anh Vũ nhiều. Tại vì có chiếc xe bé Tú này nó khỏe nè. Dạ. Được ngay giò nè. Mà bé Tú chắc không có khóc nè. Không à. Cái kia là phải co rút cái giò lại. Co rút cái giò. Nhiều khi nó chở mình nó chở không được nó la. À. Ừ, nó la. À vậy là này, anh Vũ quá tinh tế khi mà hàng nó dài này 1,9 m đó chị. Cái xe kia là. Phải rồi. Cái kia có 1,5 m à. 1,5 m đúng rồi. Phải rút cái giò lại. Rút cái giò. Có cái máy này nè. Không biết là chắc cũng không la đâu. Biết mình chở con mình nên đúng không rồi. La đâu. Dễ vậy là không la. À. Vậy là ngày mai chắc mới chạy được hả? Tại vì chị còn phải làm cái tấm bạc nữa. Tấm bạc? Đúng rồi. Mình làm tấm bạc chùm luôn hả? Làm từ đây vậy ta? Không, từ đây nè chị. Từ đây? Chị treo từ đây nè. Ờ. À. Từ đây bằng vào đó rồi chị quấn lên. À, chị làm 4 tấm hả? 4 tấm. 4 tấm. Bên đây ở đằng sau 1 tấm, rồi trước 1 tấm nữa. Chị làm 4 tấm bạc dân như dây chì. Ừ. Buộc vô đây nè. Đúng rồi. Có 4 cây đinh anh Vũ làm luôn á hả? 4 cây đinh rồi đó. Ừ. À 4 cây đinh rồi nè. Mình có ở đây mình buộc xuống luôn à. Dạ. Đúng rồi. Để chị tháo cao su kia đó ra. Được không? Được. Tháo đó ra chị máng đây xuống đây. Được mà. Ừ. Nó không tạc ở chiếc xe kia ha. Thường thường chị Thuận, chị Thuận ở bên đây phải không? Chị Thuận bé á là bên đây. Ừ. Còn bên đây chị muốn làm chết luôn cũng được. Bên đây chị hàng chết luôn. Ờ có nghĩa là bắt vô khỏi cuốn lên. Vậy không? Đằng cuốn lên hàm. Nó hàm. Để chị cuốn hai phía. Cuốn khúc lên vậy nè. Hay làm cái miếng đó cái chị cuốn lên cuốn khúc nè. Ừ. Đặng cho nó gió thoáng vô. Ừ. Ừ.
Dạ, nào tính mình làm cái rèm bằng vải cho chị, nhưng mà sợ mưa nó vô, mưa nó chị có rèm vải luôn. Dạ. Ừ. Thôi chị làm rèm bạc đi, dạ. Quấn lên nó dễ. Quấn lên nó dễ hơn. Mưa nó không có tạt vô. Chiếc xe kia là hai cái bánh đó, đó chị phải buộc cao su sát vô để nó văng sình tùm lum hết chân luôn. Ừ. Em có làm cái về nè. Cái về sình nè. Nó văng em làm cái về. Anh Vũ anh tinh tế không? Cái này sạch nè. Dạ. À. Mà cái này giống chừng nhẹ hơn, cái đó nó cao hơn. Nhẹ hơn. Ấm tú nhẹ hơn. Đúng là nhẹ hơn nè. Cái này cho nó thấp. Tiền công không là biết nhiêu không? Tiền sắt không là gần 4 triệu bạc rồi. Mắc lắm đó. Dạ. Mắc lắm. Ừ. Rồi ảnh hàng chưa gửi tiền công, ảnh bỏ mấy ngày, 2 ngày hả anh Vũ? Tiền cây này là dán thì cũng mắc nè. Dạ. Đội tiền dán bữa đó chị mua có mấy miếng đó là 300 ngàn. À. Dạ đúng rồi. Có mấy miếng, 4 miếng đó đó. À. Cái này là mua mấy dán này, nó cơ hết 370 nè. Ừ. Dạ. À. Nhiều người 300 ngàn của ta đó. Rồi chưa kể thiết, thì chưa kể mấy cái sắt hàng lên nữa. Em cũng mong rằng cũng có phép màu nào đó cho anh và bé nó được trở lại như người bình thường. Giờ cũng cầu chúc cho chị dồi dào sức khỏe để có tinh thần để nuôi cho anh và bé đó chị. Chị có sức khỏe, anh chứ không. Anh dạ. Là ông phải mình nói nghe, ông buồn. Ông không sống được bao lâu. Sao rồi? Ông yếu lắm. Dạ. Ông ăn không được, ông lỡ miệng ở trường sáng mất đi chùa trong. Người phán, người chồng ăn không được hả? Lỡ hết trơn trong miệng. Rồi nghiêm đi nóng ông, quá đi xuống dưới bác sĩ là chụp hình với nội soi ông là lỗ mũi trong họng ông là bị viêm nặng luôn, lỡ hết trơn không? Dạ. Ồ, cho nên ông ốm. Khổ, mang thêm cái bệnh cổ thêm. Ừ, đi khám hồi nào? Chị bữa đó mới mấy ngày nay là chị mượn nhỏ em giữ hết rồi á. Rồi chị vợ chở ông đi. Chở ông đi mà ông ngồi chị khó chạy dữ lắm. Ông ngồi ông giặt ông dẹo khó chạy dữ trời lắm. Rồi đi vô nhà không em? Để dạ nói. Đi vô nhà cái đi. Sáng nay anh Vũ anh đem theo cái bọc đồ của anh để trong này nè. Cái đường kìa chưa? Dạ, dài hơn cái thằng này nhiều. Dài hơn xe này. Xe này là văng sình lên nữa nè. Văng sình dữ lắm. Dạ. Anh cứ đẩy vô đó đẩy đi. Đẩy vô đây đẩy. Có ai đi bộ chưa? Có, đừng đi xe. Để qua một bên luôn đi anh Vũ ơi. Tháo ra luôn đi anh. Cũng nhẹ ha. Dạ nhẹ. Nó dài nhưng mà nó nhẹ, chị di chuyển đồ nó cũng dễ nữa. Nhẹ lắm. Đâu chị vô thử rồi. Nhẹ mà ống thú cũng nhẹ luôn, nó lùng. Nhẹ không? Nhẹ. Với cái bánh xe làm cái bánh nhỏ cho chị chạy nó nhẹ, nó gọn gàng hơn. Xe mình nó nhẹ, nó ít thú. Mà cái bề ngang nó cũng nhỏ hả chị ha? Mày ngang không có nhỏ, tại thấy chiều dài nó nhỏ dài đó chứ mày ngang đâu có nhỏ hơn chiếc này. Cái chiều dài của nó dài. Ờ, chiều dài nó dài chứ. Dạ. Cái gối nữa. Cái đường ra vô này em thấy nhỏ quá nên em đâu dám làm bự. Ừ, đường nó lắm. Cái này em chịu xe xuống. Nhìn khá là ốm. Ăn uống không được. Sáng ăn được chén cơm không? Không ăn được. Mới chùi à. Mới chùi dài hả anh? Mới không rồi. Anh Vũ cho xe con mình đó. Sáng nay ăn cơm gì chị? Ơi đá cho vào. À chị hôm qua chị mua miếng thịt khởi nguyên luôn. Ừ. Chưa ăn luôn hả? Kho em cho gục đó. Mà nè, kho hầm. Miếng nè. Ừ. Chị nó vừa cho em nó chị nó ăn với anh ăn bị miệng không đau ăn được cứng được vậy đó chị nấu miếng bí. Ừ, bí hầm bí nấu đường không nấu đường. Ừ. Thôi ngủ rồi thấy gia đình của chị khổ quá đừng kêu thức để cho Tú ngủ đi. Ừ, nó đau để chị ngủ. À, tối là thức hả? Tối thức chị ngủ không được chứ nó luôn. Từ mấy giờ đến mấy giờ? À,
hình như là chẳng dạng là vô chiều vô là kể như thức tới 3 giờ sáng luôn đó. Rồi ngủ không được rồi sáng nó lăn nó lộn không vậy đó. Rồi sáng sao bắn vô số? Chị mệt cũng chết luôn vậy đó. Dạ hả? Ừ, mệt mới khan tiếng chứ mất chuyện không ra hơi. Ừ. Khi con nằm chút đi cho mẹ ngủ chút nó lăn nó lộn rồi nó vô 2 giờ nó kiểu này không mà nó quẩy. Rồi mồ hôi ướt đẫm mình nó lao xuống. Rồi xe sửa lại chưa? Xe về hãng bô lại. Hãng bô hết nhiêu? Người ta không lấy tiền. Không lấy tiền hả? Ôi trời, hàng biết lâu luôn, hôm qua đi là đi từ hồi 9 giờ tới 10 giờ luôn á. Hàng 1 tiếng hồ. Không lấy tiền luôn? Không lấy tiền, thêm chân chổi gãy phải không? Qua em quay chân chổi gãy nữa kìa. Đi ra cái chân chổi nó gớt ra. Cái chị mới chặt cái khúc cây. Chị kê cái cây lên. Cây tre đó, khúc cây tre mà đó. Chặt khúc tre, cây tre làm cái chân chổi hả? Chân chổi xe. Ừ. Rồi không có thai mà hàng. Hàng lại chưa? Hàng lại rồi. Hàng chân chổi luôn rồi đúng không? Chân chổi luôn, mà đâu không lấy tiền. Xe đó hồi đó mua nhiêu? Hồi đó chị mua 5 triệu mà cách nay cũng lâu, cả chục năm. Vậy hả? Rồi bây giờ cho chị mua xe mới cho chịu không? Chịu, mừng luôn chứ không chịu gì. Xe này sao 5 đường? Sao 5 đường hả? Có anh kia bánh xe mòn quá. Ảnh rồi cho chị cái bánh cũ, cái bánh mà ổng thay của người ta, ổng thay vỏ xe. Ông kêu bữa nào đi có thời gian đi ông làm. Cửa hàng xe gắn máy gần đây không? Gần. Gần hả? Giờ đi mua liền chịu không? Mua liền luôn. Chịu, mừng. Ở đây nè. Gần hả? Bé Tú ngủ rồi giờ đi được nè đúng không? À, hôm nay đến đây á thì buổi hồi clip này cũng khá là dài, một cái hành trình vượt hơn đúng nghiệp quá trời đúng không? 200 cây số và hơn 10 tiếng đồng hồ. Buổi hồ thì đi quen không sao. Anh Vũ thì bây giờ chắc cây mông của anh nó chay. Cũng thương anh lắm. Vợ cũng ủng hộ lắm. Ảnh cũng làm từ thiện lắm. Các nhà làm từ thiện lắm. Thì hai anh em chơi cũng thân với nhau, cũng hỗ trợ em cắt mấy căn nhà tình thương. Thì hôm nay biết cái hoàn cảnh của bé Tú như vậy đó, thì ảnh cũng ảnh là thầu, ảnh là chủ của 4-5 người làm công cho ảnh vì sắt á, mà ảnh bỏ anh đi luôn á. Tội nghiệp không? Nắng quá trời luôn. Dạ. Ngày mấy ông thợ là mỗi ông là đâu 500 ngàn. Nghe nói sức mồ hôi ướt mình chừng. Sao? Sức mồ hôi như gì? Nghe nói chiếc xe mới mừng quá sức mồ hôi. Hả? Ướt mình đi. Nhưng mà chiếc xe mới thì có chỗ để không? Có, để vô nhà luôn. Để vô nhà. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ đến đây là thay mặt cho bạn Hằng ở Mỹ gửi cho chị tiền mua chiếc xe. Thì mua bao nhiêu còn lại dư bao nhiêu thì Bùi Hồ sẽ trao lại cho chị. Đây là cái phần mà bạn hỗ trợ riêng cho chị mua chiếc xe. Còn cái phần mà hỗ trợ xây nhà thì bạn sẽ hỗ trợ riêng Bùi Hồ sẽ công bố sau. Cũng như là tất cả quý mạnh thường quân á, có hỗ trợ cho của hoàn cảnh của bé Tú thì Bùi Hồ cũng có thống kê lại. Sau khi mà việc nhà cửa ổn định thì Bùi Hồ sẽ công bố luôn. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là bé Tú đang ngủ, không dám nói chuyện nhiều nữa. Thôi đi mua xe cho nó tiện ha. Rồi.